huống là có nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ tỷ giới, chẳng chỉ rõ hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Huống là có tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ thiệt giới, chẳng chỉ rõ vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Huống là có thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ thân giới, chẳng chỉ rõ xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Huống là có thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể chỉ rõ được. Trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, chẳng chỉ rõ ý giới, chẳng chỉ rõ pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Này thiện hiện, vì trong lý bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, bát nhã ba la mật đa sâu xa còn không sở hữu, chẳng thể nắm bắt.